Riêng cái phần tay ghế này quý vị nhé, riêng phần tay ghế này của nhà em là làm từ một khối gỗ đặc dày 9cm và vanh cong đi để được một phần tay như này. Còn những sản phẩm thông thường là ghép đây này, đó anh quý vị này, cực kỳ là dày và chắc chắn luôn quý vị nhé, hoàn toàn. Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày tháng 9 năm 2020. Trong video clip ngày hôm nay thì nhà em lại vừa lên mộc xong một bộ ghế tần thủy hoàng chất liệu gỗ hương đá. Và em xin báo giá công khai bộ này như sau. Thì trước khi báo giá thì em sẽ giới thiệu về chi tiết cũng như tổng thể bộ ghế này để cho quý vị xem được. Bộ bàn ghế này thì bao gồm có 6 món, kích thước là tay 12. Ở trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể bộ sản phẩm đây. Hàng thì là cực kỳ VIP, hàng dày dặn quý vị nhá, chứ không phải là hàng phổ thông. Em xin nhắc lại đây là hàng cực kỳ là VIP, hàng dày dặn. Và em sẽ báo giá công khai bộ này. Mọi người chú ý theo dõi clip này thì em sẽ đọc giới thiệu chi tiết về bộ ghế này. Trước mặt quý vị đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ này thuộc kích thước là bề ngang là 97 và sâu 60. Hàng của em là hàng khuôn tranh dày 4cm và ván dày 2cm quý vị nhá. Đây, phần khuôn tranh là dày 4cm cũng như là phần ván dày 2cm, cực kỳ là dày luôn. Những hàng phổ thông thì khuôn tranh là dày 2,5cm. Phần ván mặt này là ván mặt dày 2cm, cực kỳ là chắc chắn nhé. Quý vị sử dụng hoàn toàn yên tâm về cái độ chắc chắn. Toàn bộ phần khung xương này là dày 5 phân. Đây là những cái phần vách nhỏ này quý vị nhé. Phần vách nhỏ này của em là dày 3 phân rồi này quý vị này. Nhìn khác hẳn so với những hàng phổ thông. Và cái điểm đặc biệt hơn của bộ ghế này là phần tay cột này. Tay cột này là tay cột liền này. Trương ghế liền này. Quý vị nhỉ. Cái phần này là liền nhé. Phần này là liền khối hết và được vạc đi. Và những bộ sản phẩm thông thường ấy, những cái phần chóp này là được đắp vào. Phần chóp này là được gắn rời vào. Tuy nhiên bộ này quý vị để ý kỹ là cái phần này của em là phần liền hết. Liền khối nhất. Cái phần cột này cũng vậy. Cột thông thường là chúng ta sẽ chắc vào đây. Bộ này thì cũng là làm liền khối. Tiếp theo cái phần liền tiếp theo ấy, là phần tay này quý vị này. Cái phần tay này là của em là cũng làm liền khối này. Đấy, hiện tại là em vẫn chưa gắn quý vị nhé. Đây, có 4 cái chốt này. 4 cái chốt nhìn là hoàn toàn chắc chắn. Hiện tại là nhà em mới lên mộc xong, chưa gắn. Và tất cả 4 tay này là để trơn quý nhé, để trơn chơi vân gỗ này, để trơn chơi vân gỗ cũng như là trong quá trình sử dụng thì rất là dễ vệ sinh. Rồi, còn về cái phần hoa văn đục chạm này, thì là được đục chạm 4 vách là tứ quý, tùng, trúc, cúc, mai. Phần vách này rất là dày nên là cái phần hoa văn này quý vị để ý kỹ nhỉ? Cái phần hoa văn này nó hơn những sản phẩm thông thường là được đục rất là sâu, và sắc nét. Rất là sâu, hàng cực kỳ là dày dặn đây. Chiếc ghế thứ hai đây. Kích thước là 97 và sâu 60. Kích thước rất là vừa vặn với cái tư thế ngồi như là cái dáng ngồi của hầu hết đa số người dân Việt Nam. Tiếp theo cái này là có một chiếc bàn. Chiếc bàn này thì có kích thước là 70 nhưng 1m4, là chiều dài 1m4. Và phần mặt bàn này là dày 2 phân quý vị nhé. Phần mặt bàn này dày 2 phân và được anh em đục theo mẫu là mẫu thuận buồm xuôi gió. Rồi, mẫu thuận buồm xuôi gió thì do là cái sản phẩm chúng em là mới lên mộc xong, chưa có đánh dây giáp hoàn thiện gì cả. Đây để em mới đang rửa nước thôi nên là nó vẫn chưa nhẵn quý vị nhá. Còn đây là cái đường nét hoa văn này khi hoàn thiện lên thì rất là đẹp. Và khi hoàn thiện lên thì em sẽ giới thiệu một cái clip khác, video khác giới thiệu. Còn cái phần đôn để đầu bàn này, phần đôn để đầu bàn này thì có kích thước là 70 chiều ngang và chiều rộng là 40 và đục theo mẫu là mẫu cửu ngư quần hội quý nhá. Cửu ngư quần hội có nghĩa là 9 con cá đang bơi trong một cái ao sen đây, rất là đẹp. Cửu ngư quần hội đây, có dòng chữ cửu ngư quần hội đây. Phần là gỗ lạt thì anh em chọn lọc rất là đẹp cũng như là hàng dày dặn. Chiếc đoàn dài thì có chiều dài là 2m37 theo phần khuôn tranh, còn chiều ngang này là 60. Quý vị nhé. Và cái phần yếm ghế này cũng là yếm liền quý vị này. Yếm ghế này là cũng yếm liền này.
những bộ thông thường ấy, là yếm bọ thì là nó sẽ vát ở đây. Tuy nhiên phần này cũng là yếm ghế này, cũng là yếm bọ, yếm liền. Thì nếu yếm liền này thì cứ chia nhau yếm bọ khoảng 2 triệu quý vị nhé. Đó. Đó, toàn bộ phần khuôn tranh cũng dày hơn này, ván dày hơn này, cột liền này, trương liền này và tay liền. Hàng rất là dày quý vị nhé. Đây phần vách đây, bốn vách là tứ quý là tùng trúc cúc mai này, và ba chữ là phúc lộc thọ này, ba chữ phúc lộc thọ này. Đây bên dưới này là có hình ảnh rồng trầu mặt nguyệt, rồng trầu mặt nguyệt này. Đó là vừa rồi em đã giới thiệu chi tiết của bộ ghế này rồi. Đây em lại quay lại một lần nữa cái góc máy tổng thể của bộ ghế này, và em cũng xin công khai báo giá luôn. Bộ ghế này hiện tại đang có mức giá và em bán là một mức giá cực kỳ hợp lý. Nó giá tốt nhất thị trường hiện nay chỉ với 40 triệu đồng thôi. 40 triệu đồng thôi thì quý vị sẽ sở hữu một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, gỗ hương đá, bao gồm 6 món, hàng dày dặn, hàng VIP quý vị nhé. Hàng dày dặn, hàng VIP chỉ với 40 triệu đồng thôi. Mức giá cực kỳ là hợp lý tại thời điểm hiện tại này. Mức giá thời Covid đấy. Thì đây quý vị nhé. Cái này đúng không ạ, em tưới nước mà này, em rửa nước này. Bây giờ nó khô cái phần nước đi nên là màu nó trắng ra như vậy. Khi hoàn thiện lên thì màu nó sẽ đều lại vị nhé. Đây là do vừa tưới nước xong nó bay nó khô nước rồi nên là nó sẽ bạc màu như vậy. Ok, xin chào mọi người nhé. Và mọi người nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới số điện thoại là 0957 510 86. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có website là đồ gỗ Tùng Thám. Có thể kết bạn Zalo với số điện thoại kia để em có thể gửi ảnh hình ảnh chi tiết như thông số chi tiết của bộ này. Ok, xin chào mọi người.